Nhìn này, nó từng phải kêu luôn á. Mình không đánh gì mà cũng tự biết đánh. Mình mạnh nhưng mà cũng không cần phải bắn đó nha, mình cứ để hai con thú lên trước, hai sói lên trước thì mình đứng sau bắn nha. Món đồ xanh nó mạnh lắm. Mình nó phải dành cho lớp nhân vật của mình. Our chests are spacious and secure. Bye. Why these monsters came? Chỗ này là để mình ép rồi. Mình sẽ ép cái chỗ nằm ở đây nè. Nói chung là nó cũng yêu cầu khá là nhiều. Muse, by the looks of you, traveler, your feet are sure and firm. All for me, like it. Cái này cũng rất là mạnh. Vũ khí ném. Nhưng mình chưa đủ. A fine warrior like yourself. Chưa đủ chỉ đó strength để mà mang. Mình không có dùng thì phê, mình không có dùng cái này luôn. Thật sự mình không có dùng cái này nhưng mà nó cũng rất là mạnh. Thôi bỏ vô con coi đi.
Ê, sao mày có chơi thì mình có storage for the burden traveler. Cái good day then. Good day. Cái này là nhân vật mình chơi từ trước ha. I think you'll find what you're looking for here. Mình phải lâu lâu dạo shop để coi cái đồ gì mạnh đến mình mua. Truth is, monsters are rampaging. Mình có thêm một cái kho đồ phụ nữa. Everyone's talking about the other. Yes, I found them. Quên, mình sẽ giải thích tại sao lại chọn cái này ha. À, tại sao lại không chọn cái này mà chọn cái này? Tại vì cơ bản là khi mình nâng chỉ số dex lên cao á thì mình sẽ phản đam, thì cái này là mức tăng tối đa của nó là có được 60% phản đam, cho nên cơ bản là mình chỉ cần đứng một chỗ thôi quái nó cũng chết. Còn cái này thì nó sẽ là tăng chỉ số hồi máu với hồi mana, thật sự là không cần thiết. Tại vì chỉ số dex mình rất là cao, quái đánh trúng rất là hiếm, trừ khi boss nha, cho nên gần như cái này không có tác dụng nhiều. Từ lên cao bạn sẽ thấy mà chỉ màu vàng là mấy con nó con thủ lĩnh nha, nó sẽ mạnh hơn quá thường xuyên. Mình đến nơi rồi mà chết mất tiêu. Was that first one? You'll be able to cross it.
cái này không phải là cho nhân vật mình thì thôi cũng được. Kỳ ra trong quá trình mình cũng được nhiều kinh nghiệm nhất thôi. Đây, đồ ngon. Đây là 15. Bây giờ vẫn tiếp tục nâng và đáp sao không có gì hết. Cái này mình đang tiếp tục nâng và lấy chờ để ra được con này. Biên vỡ này thì hơi khó nhưng strain. Bên này mình chưa đi hết rồi phải. Cái hang này cuối cùng không có gì nữa.
Đây, gánh chừng. Mình nhớ con này là 15 thùng này không? You have put an end so the skeletons will trouble us. The Oracle of Delphi. I don't know whether to believe. News. Threat. By the looks of you, traveler. Why these monsters came, Arwan? What nightmare?